quán quân ca sĩ mặt nạ mùa 2 nói về việc không hát ballad, tôi đang nuôi cảm xúc. Anh Tú mang đến thông điệp đầy tình nghịch nhưng cũng không kém phần ấm áp trong sản phẩm mới. Tối 21 tháng 1, anh Tú chính thức cho ra mắt MV Karaoke trên kênh YouTube chính thức cũng như các nền tảng nhạc số. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của anh Tú ra mắt trong năm 2024, đồng thời cũng là mong ước của nam nghệ sĩ mang đến cho khán giả thêm một giai điệu thật lạc quan và tưng bừng trong dịp Tết năm nay. MV Karaoke đưa khán giả về một ngôi nhà thôn quê, đậm chất retro, hoài niệm trong dịp Tết đến, xuân về. Anh Tú hóa thành anh công tử thành phố Bảnh Bao, một năm xa nhà lại về quê hương để đón Tết bên gia đình, làng xóm. Một bữa tiệc gia đình với đầy đủ tất cả các thành viên, từ già trẻ trai gái với mâm cỗ Tết thật thịnh soạn xuất hiện để chào đón chàng trai xa xứ. Và tất nhiên, khi Tết đến xuân về không thể thiếu một đặc sản, hát karaoke. Anh Tú cũng cho biết, thời con bé, lúc còn ở Thái Bình, gia đình anh bao thầu tổ chức đám cưới, bố cho thuê dạp và làm chủ hôn, mẹ làm nhiếp ảnh gia, còn nam ca sĩ thì đi hát đám cưới lúc còn bé tí. Và những giai điệu sập sinh của dàn karaoke trở thành một phần ký ức tuổi thơ không chỉ của anh Tú mà chắc chắn của rất nhiều khán giả. Ở phân cảnh cuối cùng trong MV Karaoke, chú voi bản đôn, bộ mascot thân quen gắn liền với anh Tú gần nửa năm qua, bất ngờ xuất hiện trong khung cảnh gia đình đoàn viên đầm ấm. Điều này khiến khán giả cũng chợt cảm thấy ấm lòng vì voi bản đôn thực sự đã vô cùng thân quen với anh Tú. Bước ra từ ngôi vị quán quân The Mask Singer mùa 2, anh Tú cũng gặp không ít câu hỏi từ công chúng về việc vì sao anh chưa ra mắt một sản phẩm ballad vốn đã giúp anh ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả thời gian qua. Qua đó, anh cũng chia sẻ, tất nhiên Tú luôn lắng nghe ý kiến của khán giả và biết rất nhiều khán giả đều mong muốn Tú nhanh chóng ra mắt một sản phẩm ballad. Đó là những ý kiến mà mình rất trân trọng. Tú vẫn đang trong quá trình chọn lựa thật kỹ để có những sản phẩm ballad thật ưng ý, để hát thật đã cho khán giả trong năm 2024. Mọi người hãy cho Tú thêm chút thời gian, vì quả thật suốt gần nửa năm, theo The Mask Singer, Tú đã dồn hết tất cả cảm xúc để thể hiện nên những ngày mai người ta lấy chồng, duyên do trời, phận tại ai, rời bỏ. Nên Tú vẫn cần nuôi một chút cảm xúc thật chín để thể hiện một bản ballad thực sự chạm đến trái tim khán giả. Cuối năm là mùa lễ hội, một năm vừa qua cũng nhiều khó khăn với tất cả chúng ta rồi. Tú nghĩ ra mắt những giai điệu sôi động dịp này trước, để ai cũng có thể vui vẻ, âm nhạc mà, tận hưởng thôi.